Ok và hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ được với series đó chính là Hachimon nha. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like nhé, một comment và một chia sẻ, đó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và bắt đầu thôi nào, let's go. Ok thì mình đã có lên được thêm đời mới anh em ạ. Nó là đỉnh của job luôn. Chúng ta có thêm một con mới rất là xịn sò. Nhưng vừa có một con mới rất là xịn, một con đại bàng, một con chim nào nhỉ? Đều chim rank 26 anh em ạ, bá đạo thật đấy. Mình có con 25, đây tôi còn con 25 nữa, chắc là cho sư tử lên thôi nhỉ, cho có hai sư tử đỏ luôn ạ. Ảo thật đấy, team mình nó mạnh. Có con 24 này, con 24 nó hơi kiểu bị lạc lõng anh em. Ok, tôi cũng cày khá là nhiều cái game này và cũng hy vọng nó sẽ lên được với cái đời nó xịn xò tí ha. Rồi, ok. Và để mình cho lên rank 28, kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ cho lên rank 28 thôi. Anh em hãy tìm tôi nhá. Rồi. Rồi, ok. Ok bạn ơi. Đấy, chúng ta sẽ guess và lấy rất nhiều anh em ạ. Ok và có búp chưa? Chưa có búp. Búp đâu? Thì đấm nhau cái hôm qua không qua được cái màn của Iceberg này bên này. Mà cái màn trước lại qua được. Tên ảo à. Vãi lều, con này nó tốc biến à. Vãi nồi, con 26 của tôi. Đánh trước à, tốc độ nhanh thế nhở. Mình phải giết bọn nó trước anh em ạ. Ôi trời ơi. Chết đấy, thua đấy. Đường, dòng xanh mình khỏe lắm. Mày sao tập trung, sao đánh linh tinh nhé. Tập trung đánh một con thôi. Cho là đánh trước. Đánh một con thôi, trời ơi. Đừng chết bạn ơi. Con full dog. Tí chết. Hy vọng là đánh biết được. Ui ồ, ba tôn cơ mà. Con này sao hồi máu ta? Đơn. Có khi mình không chết mạng nào chứ. Chết rồi. Cái này nó ra đu lắm anh em ạ. Mọi cái này hồi máu, cái con đầu này không được hồi. Tại vì nó hồi rồi à. Rồi anh em, cho chết mất một con thôi. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ trở lại cái rank ở đây này nha. Chúng ta sẽ cần thêm sức mạnh anh em ạ. Như thế này vẫn chưa ổn lắm, dù mình đã búp rất là nhiều rồi. Cho cần thêm đời mới thì mới có thể đú đợt được với bọn nó anh em ạ. Khó thật sự luôn anh em nhờ. Khó. Tôi sẽ qua cái màn Iceberg này cái, hy vọng qua được. Chẳng biết qua nổi không. Ok, chiến đấu anh em ơi. Let's go. Chiến thôi. Chết thì chết được. Ngắt ngoài. Anh em có thể tập trung vào một con trước đã, xong rồi mới có thể đánh được bọn kia. Hai full dog nhìn trông chất thật sự luôn anh em ạ. Nhìn uy tín thật sự ấy. Nó kiểu là nó tăng cơ với bọn này luôn. Không đi đâu. Không thể đi đâu được nữa nha. Nhìn khá là ảo, lòi, nhỉ. Hình như là mình không thua trận nào, hình như chỉ có 2 trận thôi anh em. Không anh em ạ, nó có 3 round. Tổng cộng là 3 round cơ. Đường đánh hai con này đi. Nó không thèm đánh dòng xanh luôn anh em ạ. Ui, anh em thấy mạnh không? Anh em thấy tôi đánh khỏe hơn rất nhiều không? Nếu thì tôi sẽ cho một con lên thêm. Chúng ta có chim xanh nha. Con này con chim thần. Đẹp phết ta. Rồi. Đang có cái này, bây giờ có trứng thì ngon.
mép có trứng, thật sự để mép có trứng. Thế sẽ kết hợp con rồng và con kia Fudox và con rồng. Hai con 27 mà kết hợp với nhau thì không biết là sẽ tạo ra thành cái gì. Cái đấy thì mình cũng đang khá là bó tay chấm con luôn, không biết là thành con gì luôn. Có con 25 nữa nè. Rồng xanh nè. Ui trứng. Được thêm cái hòm này ngon dã man. Tắt cái desktop audio đi kìa. Phải tắt thôi. Tắt ngay còn kịp. Ui, 54 quả trứng luôn anh em. Một con 25 thì không biết nhét vào đâu bây giờ. Thật sự bây giờ nhét 25 vào đâu ấy. Như thế này là hình này rất là ngon, rất là ổn, rất là xịn sò, rất là đẹp này. Rất là ok à, ok. Ok, lên nào. Nâng cấp. Ok, chúng ta có thêm con đời nào mới không? Không anh em ạ. Ui, đây có hai thành 26 rồi này. Ảo loi. Thêm con 26 rồi này anh em. Hai con rồng đỏ kết hợp nhau. Cho thêm con 27 nữa rồi này. Team bây giờ mạnh dã man luôn. Thật sự là vào bây giờ ra trứng nhiều quá nhỉ. Tôi đánh mãi không hết luôn ạ. Thêm 53 quả trứng nó cũng chất lượng thật sự luôn ý nhờ. New Arena Discoveries. Chưa có cái waterfall loại cực khó ở bên này. Gặp mấy cái bọn này bây giờ nó mạnh dã man anh em ha. Nhưng mình vẫn có thể cân được. Cuối tập thì chưa không để tiếng à? Cuối tập thì mình sẽ cho một hai con 27 kết hợp với nhau thôi. Hai Fudox. Bọn này thì không vấn đề gì. Nice. Trận đầu tiên. Ui ôi. Bọn người ngoài tinh à hay con gì đây? Nhìn trông nó ảo tê nhỉ. Thật sự rất ảo à. Ảo ma thật sự. Ok, round clear. Ui mà vẫn 3 sao luôn kìa. Khả là có con 27 cái đội hình mình nó chuất thật sự luôn anh em nhỉ. Tôi đang đợi nốt mấy quả trứng thôi để nó ra nốt để lấy nốt cái này. Nó đang phí. Bây giờ càng nhiều trứng càng tốt ha. Thêm một trận nữa nào anh em. Không, hoặc là mình sẽ đánh nốt cái Desert. Desert xong hết rồi. Cái Snowfield cũng xong hết rồi. Cái Icebus đấy. Đánh những cái này ranh lại để lấy lại mấy quả trứng kia thôi anh em. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Trời làm gì. Ok. Chuyến. Xong. Chưa chết thằng nào cả. Và máu full luôn anh em ạ. Chuyến các bạn ơi. Gì là khó với chúng ta cả. Không mất một phần. Ôi chết rồi hết. Ok đây nha, bây giờ tôi sẽ kết hợp hai con mạnh nhất với nhau nha anh em. Anh em thích rồng hay thích con này? Queza Qualas. Vãi nồi bây giờ nhá. Bây giờ mình mà kết hợp thành con chim chỉ này. Chim chỉ đỏ. What the fuck. Thành Britra. Vãi nồi bây giờ mình đánh đi nào. Team hai con 28. Vãi nồi luôn anh em ạ. Rồi ok, nó sẽ kết nhé.